Nếu tình huống xấu sẽ đến với mẹ, điều làm tôi hối tiếc nhất có lẽ là đã không dành nhiều thời gian cho mẹ khi bà còn khỏe. Đó là lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hồng Tâm ở An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, khi biết tin mẹ mình là bà Đỗ Thị Huệ mắc căn bệnh ung thư hạch giai đoạn 3. Nhưng mà do là một phần thôi, còn cũng phải cố gắng để cho mẹ chị điều trị chữa, thì là bác sĩ cũng gọi vào là bây giờ tuổi cụ cao rồi thì là truyền hóa chất cho cụ, nhưng mà truyền với cái tốc độ là gọi là cái lượng nó cũng vừa phải thôi. Thì trong gia đình nhà chị thì cũng ai cũng bảo thôi bây giờ bệnh tật của mẹ chị như vậy rồi thì cũng cố gắng để chữa. Xạ xong được hai mũi thì bắt đầu là ở bên xạ, khoa xạ ra lại chuyển về bên truyền. Thì bác sĩ theo dõi cho mẹ chị thì là bảo đáng lo ngại, thì vì bây giờ truyền mũi thứ tư là chưa bị tai biến đâu, thì cũng bảo là bây giờ cụ già rồi mà bây giờ truyền là cũng mệt lắm, thế để cho cái liều nó nhẹ nhẹ thôi. Đấy, điều trị ở đấy được khoảng mấy tháng, cũng truyền hóa chất là chị xạ rồi, thế là đương truyền hóa chất thì là bị tai biến. Bác sĩ là ở bệnh viện là cho mẹ chị về, từ đấy rồi là mẹ chị về là ở nhà rồi. Những cái hôm mà nó cứ đau thì là chị lại đi xuống, cho mẹ chị đi xuống bệnh viện ở dưới tỉnh chứ không đi lên trên bệnh viện của trung ương nữa. Xong chị về thì chị mở máy ra, chị điện thoại ra, chị thấy có cái thuốc an can của công ty Triệu Sơn đấy, thì bắt đầu chị mới đăng ký cho mẹ chị uống cũng được một năm nay rồi, chị thấy tốt, thấy bà khỏe ra. Thế là chị đọc thì chị thấy nó nhiều thành phần tốt đấy, và mấy cả mở ra xem là các bệnh nhân là ta cũng đã dùng ăn ca này rồi, thấy bao nhiêu bệnh nhân, là có bà ở trong miền Nam cũng bị như vậy. Thế chị cứ đọc được đi đọc lại thôi, chị mới thấy thế là chị đăng ký để chị mua cho mẹ chị. Thì thấy thuốc an ca là những cái thảo dược là chữa về phần ung thư đấy, chị thấy là tốt. Cái u đấy nó mỏng, nó vỡ ra xong bắt đầu chị đưa bà chị đi xuống viện. Đi xuống viện là ở một tuần, bác sĩ nên bảo mổ cái hạch đấy đi mà. Thì là gia đình cũng đồng ý nhất trí là mổ cái đấy xong thì cái vết thương đấy chị thấy nó lâu lành. Ở viện đấy từ lúc đi đến lúc về là đúng tròn một tháng ở viện, ở dưới tỉnh ấy. Thế là về xong cuối cùng gọi điện cho bác sĩ gặp thì bắt đầu là lấy cái ăn cang đấy, chị tán ra chị bôi. Thấy nó khỏi luôn, nó liền luôn, lành luôn. Còn ở dưới đấy thì các bác sĩ với cả y tá rửa ấy thì cứ bảo là cội cái ung thư này mọc nó lâu liền. Nhiều người ta bảo nó không liền, nó cứ loét lở á. Nhưng mà có cái viên thuốc này về chị thấy bôi và chị rắc vào là chị thấy là thành công và chị thấy là tốt đấy. Thế từ đợt mà mẹ chị chuyển sang cái an ca này rồi thì là không phải đi viện, là uống thuốc chị thấy là tốt. Trong gia đình, thành phần trong gia đình thì ai cũng khen ca ngợi là tôi dùng cái thuốc này. Thứ nhất là huyết áp này, thứ hai là tim mạch, là cái kiểu là không thấy kêu đau ngực nữa. Mẹ chị là bây giờ là làm được mọi việc đấy, ăn uống rồi đi lại là được. Đi lại thì bây giờ cũng chỉ có ở trên này thôi, cũng không đi xuống. Có hôm nào mà chị rảnh rỗi thì mới đi được cho xuống. Là mẹ chị vẫn đi tự một mình đi xuống tầng 1 được, vẫn đi được cầu thang mà. Đêm thao thức canh dài, che giấu đôi mắt mệt nhoài, mong giấc ngủ no đầy của con thơ. Mẹ đã chắp cánh cho những ước mơ của con,
tình yêu mẹ trao, trao về con sẽ suốt đời không quên. Con muốn cảm ơn mẹ, người đã dành hết tất cả vì con muốn cảm ơn mẹ, vì đã dìu con đến cuộc đời này. Con muốn cảm ơn mẹ, vì mọi thành công đã đến hôm nay.